Mến chào các bạn, thì hôm nay cũng có dịp đến ngay cái thời điểm mà anh Thanh anh tiến hành ảnh cho cái phôi mai vô chậu đó, thì cũng ghi hình lại cho anh chị xem cái cách thức anh làm như thế nào. Thì em xin mời anh Thanh ạ. Như vậy là tiến hành trồng cái phôi mai nha các bạn, anh em. Đây phôi mai đây, anh sẽ tiến hành trồng vô chậu. Mai nè. Đó, anh em thấy em bứng về em, nếu mà anh em mua cây phôi mới mua phôi gì á thì anh em để trong cái bóng mát, cái gốc cây hoặc là cái mái nhà nào mát mát đó, anh em để đại gì đi đó, anh em chỉ tưới nước sương sương giữ ẩm thôi. Khi mà cái cây nó đâm đọt giống gì nè, nó cái cây mà nó ra đọt giống vậy nè đó, thì anh em bắt đầu tiến hành khui cái bầu đất ra anh em trồng vô chậu. Như vậy là có lú tược rồi đó phải không anh? Dạ lú tược vậy nè anh. À thấy có lú tược rồi đó. Dạ, rồi anh em bắt đầu khui cái bầu đất ra, anh em trồng vô chậu thì cái tỷ lệ sống nó đạt 100% luôn. Rồi em thấy là có tược ra nhiều đó anh em. Đây tược đây. Anh em để khoảng 1 tháng hoặc hơn 1 tháng cũng không sao hết. Thấy cây mà nó đậm tược gì đây là anh em cứ cắt cái bầu ra, anh em khui đất ra, anh em trồng. Vậy là hướng dẫn cho anh em trồng một cái phôi mai để vô cái chậu nha anh em. Nếu anh em khui cái bầu đất ra mà anh em kiểm tra mấy cái đầu rễ á, tại vì nhiều khi á anh em bứng cây mà sắn bứng bằng sầu ben á, anh em sắn rễ á, anh em kiểm tra lại mấy cái đầu rễ này nè, nhiều khi sầu ben nó lục á, rồi anh em đã sắn rễ nó bị dập cái đầu rễ này nè, nó đứt không có ngọt á, nó bị dập á, thì anh em lấy cưa đầu rễ nào bự anh em lấy cưa em cắt vô khúc, hoặc là lấy dây kéo nếu rễ nhỏ anh em lấy kéo bấm sơ sơ vô một chút nó cho nó đứt ngọt vậy đó, thì nữa nó ra rễ rất là mạnh. Còn nếu mà đầu rễ mà nó dập tưa đó mà anh em không cắt không xử lý lại thì nữa cái đầu rễ đó nó không có ra rễ. Như vậy là mình phải bỏ cái phần dập phải không anh? Dạ phải bỏ cái phần dập. Bỏ phần dập nha anh em. Là cách mà một chồng cái phôi mai vô cái chậu cho anh em xem nha, hướng dẫn tận tình cho anh Thanh luôn. Tháng mưa nè anh em trồng á, anh em khui ra trường cục đất nhân dính giữa ít vậy thôi, cho nó ấm gốc vậy thôi. Còn như mấy tháng nắng rồi đó thì anh em cứ khui vũ đại hết, ví dụ lỡ nó mấy cây nào mà nó có xúc đất ra hết á thì họ cũng không sao hết trơn á. Khui bầu ra anh em thấy cái rễ lông nè, cái rễ lông rễ tơ này nè nó nhiều á là mấy cây đó rất là mạnh nha anh em. Anh em lấy kéo anh em nhấp tấm bỏ sơ sơ, bỏ bớt mấy cái này, anh em cắt bỏ mấy cái này thì nó sẽ ra rễ mới lại. Đó, cục đất còn nhiều đó. Đó, đây. Anh em đặt cái chậu. Anh em để vô cái chậu, ví dụ cái rễ nào mà nó dài quá, nó dướng cái thành chậu, đụng thành chậu nè, thì anh em sẽ lấy cưa anh em cắt vô bớt, nó cho nó hở cái thành chậu khoảng 5 phân hoặc 4 phân gì nè. Đó, cho nó hở gì đó, đừng dừng nữa, nó đâm rễ ra mấy cái đầu này nè. Vì là cái rễ nào mà dướng chậu đó chúng ta cắt bớt nha anh em. Cắt bớt vô. Anh em đặt cái cây vô cái chậu, anh em canh cho nó ngay, nó đứng thẳng cây. Anh em đứng thẳng cây. Dạ. Này phân ha, phân dạ. Có chấu với cây vàng, chấu cây vàng. Này mình lại mấy tiệm cây kiển mình mua ha. Dạ.
anh em phả sương sương vậy đó. Bắt đầu anh em pha một miếng thuốc kích thích gãy. Cái này là thuốc kích thích gãy nè nha anh em. Thuốc kích thích gãy. Dạ. Cái loại nào mà anh thấy để kích thích gãy á, anh em pha một cái thùng dồi này nè, thùng dồi 10 lít cho một muỗng canh gì nè. Anh em đổ vô. Anh em quậy cho nó đều lên. Đều nó tan hết. Anh em tứ vô cho nó ướt một cái cho nó thấm vô đầu rễ. Thấm vô đầu rễ được nhìn nữa nó ra nó đâm rễ nó mới mạnh. Đó. Anh em lòn cho anh em ém phân cho nó dẻ đừng trồng. Anh em để ý coi chừng vô phân mà anh em không có ém gì đây cái cây cái gốc ở trong nó phân nó bị bọng á. Anh em phải lòn tay anh em nhét phân vô. Tiếp tục bỏ phân tiếp tục. Ém cho nó dẻ cho nó đều thì cái cây nó sẽ cứng nó không có bị lắc. Phần bỏ phần vô nha anh em. Dạ không anh. Vậy là phân không nha anh chị ơi. Thấy là anh Thanh bỏ vô phân không đó. Không gì đây anh Tứ nó thoát nước nó thoát nước nó gáo nước mau thì cái cây nó phát triển rất là lẹ. Ví dụ anh em trộn đất vô nhiều quá anh em trồng gì nè. Anh em tứ vô đất sau này nó bị gã nó lèn á. Anh em tứ nó cũng có tấm. Nhiều khi nó ướt trên mặt chứ cây nó phát triển nó cũng không có được mạnh nữa. Cây tốt mình mới cho đất vô. Dạ. Còn trộn gì nào mà trộn đất nhiều á, thứ nhiều khi ở dưới nó lèn á, nó bả nó giữ ẩm ở dưới á, cái chậu nó thoát nước không có gáo thì cái cây nó cũng chậm phát triển nữa. Cây mai trồng xong mà mình tứ nước vô là nó rút liền á, cái chậu nó gáo liền á thì cái cây nó phát triển rất là mạnh. Nó dụ anh em trồng vô phân gì, anh em nhiều khi tứ lâu ngày á nó văng phân này ra ngoài, anh em kỹ nữa, anh em lấy gạch ống á. Anh em luồn dây chì, anh em phanh đây nè. Nó phanh vòng cái miệng chậu cho nó cao lên chút. Thì anh em tứ rồi phân nó sẽ không có văng ra ngoài. Quá ok anh chị ơi. Anh em vô phân mà phải cho nó bít mấy cái đầu rễ hết nha. Ví dụ như anh em tứ sau này nó văng phân ra ngoài ló đầu rễ thì anh em phải đậy. Phải vô phân cho nó bít đầu rễ chứ còn mà cái đầu rễ mà nó ló lên cái mặt phân là nó cái rễ đó nó không sẽ không ra rễ lông. Dạ. Yeah. Đó, anh em trồng vô xong rồi thì còn cái phần phân còn lại trong thùng đó anh em tứ lần nữa ướt một cái nữa. Hướng dẫn chi tiết cho anh em trồng cái phôi mai đó, anh em tứ cho nó ướt qua diện cái đó rồi anh em để trong mát đại đi một tuần lễ anh em quậy phân cái thích gãy anh em tứ lần khi mà cái cây mà nó đâm đọt nó ra lá giống vậy nè đó anh em bưng đưa ra ngoài nắng. Đó là anh em 2-3 ngày anh em tưới nước lần, 2-3 ngày tưới lần. Cái cây nó rất là mạnh. Dạ. Yeah. Mình đâu cần kích thích rễ nữa anh. Dạ. Thử tưới nữa ha. Dạ. Dù lâu lâu anh em tưới phân đó thì cũng cộng vô thêm miếng kích thích rễ vậy đó. Dạ. Anh em tưới vô thì cái bộ rễ nó phát triển mạnh là cái cây nó tốt. Như vậy là mình phải để vô mát cho nó ra tược luôn anh. Dạ. Nó ra tược dài dài nó có lá gì nè anh. Đó, chúng ta ra lá vậy đó nghe anh em. Để anh em bưng anh em chuyển ra ngoài nắng luôn. Cái đó ra thành phẩm rồi đó. Bây
dù anh em để trong mát lá gì mà anh em đưa ra ngoài nắng đó, thường thường anh em đưa giấc chiều tối à, cho nó quen cái không khí một đêm rồi qua ngày hôm sau có nắng từ từ lên cái cây nó không có lá nó không bị héo. Chiều tối mình mới đưa ra ngoài à... anh em đưa ra buổi sáng hoặc buổi trưa là ra là nó bị nắng nó táp là nó sẽ bị héo lá. Dạ. Nhưng mà héo lá thì 1-2 ngày sau lá nó sẽ tỉnh lại, nó quen cái thời tiết nó sẽ tỉnh lại chứ nó không có chết, anh em đừng sợ nha. Quá hay anh ơi. Nói chung là anh Thanh anh chỉ tận tình cho khán giả mà có mua phôi đó, cái cách mà để trồng cho cái phôi nó sống đó rất là chi tiết. Cho phôi mai khi bứng về vào chậu. Đúng rồi. Này là cách mua phôi mai về rồi vô chậu luôn. Anh em cứ để trong mát đại đi 1 tháng hoặc là hơn 1 tháng cũng được nữa, mà khi nó thấy, anh em thấy nó đâm tược trong mình mẹ ra gì nè. Dạ. Yeah. Anh em phôi bầu anh em trồng cái tỷ lệ nó sống rất là đạt, rất là cao. Còn ví dụ gì mà anh em phôi bầu anh em trồng liền á, nhiều khi nước nơi mình canh không có đúng đó, nó dư nước đó, nó sẽ túi đầu rễ hoặc là nó lạnh đầu rễ thì cái cây nó chậm ra thôi. Dạ. Yeah. Thì một lần nữa thì thay mặt khán giả thì rất cảm ơn Thanh đã chia sẻ một cái kỹ thuật gọi là rất là ok cho các bạn mua phôi mai về rồi tiến hành trồng vô chậu như thế nào. Thì đó là những cái thắc mắc chung của khán giả gửi về trên kênh comment về hỏi đó. Thì hôm nay anh Thanh đã giải đáp thắc mắc cho các bạn. Thì các bạn có yêu quý kênh thì tiếp tục anh Thanh và mình trên kênh thì rất cảm ơn về điều đó. Và tạm biệt và hẹn gặp lại anh em những cái clip tiếp theo. Mến chào tạm biệt.